San Jose. Không biết dọc đường dưới ngay kia có đây chỗ là không thôi. Chùa Đức Viên. Thời tiết nắng ấm đẹp nhưng mà hơi gió do đó. Mà ngầm ngày mùng 1 mà còn chủ nhật nữa cho nên quá đâu. Quá trời luôn. Bắc Kinh quá trời luôn. Ta đậu hết rồi. Đây là đậu xe đầy đường hết, không biết có đợi chỗ đậu xe không, hy vọng kìm được chỗ đậu xe nha quý vị. Đợi chỗ đậu xe thì Lê Đinh và gia đình mới đi vào chùa được và quay sẽ quay phim cho quý vị xem. Người Việt ở San Jose đón Tết Quý Mão đi chùa đầu năm như thế nào? Đó, ôi chạy vô được chỗ này. Mới được chỗ đậu đây nè, mình đi bò đi được chỗ này rồi, mừng quá. Sao ta không đậu vậy? Thì tại ta mới vừa đi. Ok, đã kiếm được một chỗ rồi quý vị. Yes. Hôm nay đông á. Hôm nay gọi là thật là đông luôn á. Cây mai. Sát pháo đây quý vị. Đó. Thời tiết tốt hơn là chủ nhật. Dạ. 2 giờ chiều đông vui, đông vui. Đây. Đây tiếp, đi cho khác nha. Bây giờ mình đi trong cái khu. Con có tháp giang không? Đi. Đâu quá rồi, chúng ta mình đi đi. Đi đi, đi vô. À, có cảnh này chụp hình nào quý bà luôn đấy. Kinh thành đâu? Nói thẳng với cái đặng thanh nữ tú. Diện áo dài, cả nhà chụp hình đông vui quá trời luôn quý vị. Cái áo dài này là của bà cô mua mai ở Việt Nam rồi cho con gái của Lê Đinh nè quý vị đó. Thấy áo dài mai ở Việt Nam đẹp quá trời ha quý vị ha. Kiểu rất là đẹp. Lê Đinh rất thích luôn á. Kỳ này mà về Việt Nam thế nào Lê Đinh cũng mai vài bộ áo dài mang qua đây để mặc Tết. Đây tượng Đức Phật Di Lạc, Đức Phật Thích Ca. Bà con đông quá trời luôn á quý vị thấy không? Đây là có trang trí lồng đèn. Khu này cũng là một cái khu chụp hình luôn. Và có bán thức ăn luôn, ăn chay. Đông quá trời luôn. Đông quá trời luôn quý vị. Đó. Đây là nguyên cái khu vườn này nè. Là trang trí cảnh giả nè, chụp hình được á. Đó, quá trời trời luôn. Đâu em đâu rồi? Đó. Quá trời luôn. Ôi da, đẹp quá ha vậy ha. Cái chỗ đất này nó hơi hơi lúng. Mẹ là đâu mà nó nhà hàng quá vậy? Ừ, nhỏ.
Rồi cái trái dưa hấu đồng đưa. Chắc ta ghét là chụp hình quá. Ừ. Khó lấy cái cảnh này lắm. Gió nó được đưa chụp hình. Ê, đứng chụp mấy cái mai này đấy. Tại vì phải đứng chát. Cái nhà này thì còn đỡ chứ. Có mấy cái cảnh giả nè mà khó chụp quá. Rồi. Đó, bà con chụp hình quá trời, cảnh giả cũng đẹp lắm chứ bộ. Dễ thương á, cái cảnh đẹp á. Em bé dễ thương không? Hai chị em. Nó vừa cái size của trái dừa. Không biết là cái bánh tét á, nó đứng nó ôm vậy vừa. Còn mình cao á, mình đứng mình chụp không có đẹp. Mình phải ngồi. That's so cute. Ừ. Cầm tất cả. Hôm nay hơi gió nè quý vị. Đó, gió rung rinh cây, mấy cây dù quá trời luôn. Tiên là có thầy đồ viết chữ. Có thầy đồ viết chữ. Hôm nay có thầy đồ viết chữ nữa. Đẹp quá. Hỏi về Việt Nam. Chùa này có bác cho mình. Đi thẳng thành rồi. Nãy giờ mình đi vòng vòng ở trong khuôn viên sân chùa rồi quý vị, bây giờ Lê Đinh mời quý vị đi vô trong khu chánh điện nha.
saw my life flashing from my eyes four times. Rồi, đi ra xong xa chỗ này cũng đông luôn. Chỗ này là có tượng Đức Phật Bà Quan Âm. Con đi lễ chùa, đi lại Phật Bà Quan Âm. Đường này là đường có lồng đèn, cũng có rất là nhiều người chụp. Cảm ơn anh. Này đường này có lồng đèn, ô có cái cây bánh tét quá bự luôn. Mà bên đây vắng nè, chụp hình đẹp này không ai chụp hết vậy. Chúng ta không thấy nè. Cung chúc Tân Xuân. À. Đây có cái bản đồ Việt Nam. Chùa này đông là chẳng qua là tại vì cũng là chùa lâu đời ở San Jose rồi, nhưng mà dạo này thì sân chùa rộng và có trang hoàng rất là đặc biệt vào mùa Tết và những ngày Tết. Mỗi năm trang hoàng khác nhau và thêm nhiều cảnh để trẻ già lớn với có thể chụp hình được, cho nên người ta rất thích quý vị. Bây giờ là gần 5 giờ chiều rồi quý vị. Xe vẫn còn kẹt ở trên con đường này ha quý vị ha. Nhưng mà Lê Đinh và gia đình đã đi chùa xong rồi, bây giờ đi về. Lê Đinh cảm ơn quý vị đã theo dõi video nha. Lê Đinh chúc quý vị và gia đình năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye. Xa quá. Thôi là ông trời bữa nay thì cũng hơi gió hơi lạnh lạnh, nhưng mà con không với nổi lạnh lắm cho nên mặc áo dài cũng được. Để lâu lâu đi bộ một chút đi. Trời anh đang đi New York cũng đi bộ quá trời. Chẳng qua là tại vì mình đang chạy cao gót nên mình hơi mệt, đau chân thôi. Đi bộ đi chứ. Chụp tấm. Mình đang đi ở Paris. Đi đó. Ủa, cái này này ở Mỹ hay ở Paris vậy? Ba chụp em tấm mình. Giờ ở Paris. Paris có gì lạ không em?